có biển xanh, nắng vàng, nhiều điểm tham quan hấp dẫn và chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh, đầu mối giao thông đô thị lớn nhất của Việt Nam, khoảng 2 giờ di chuyển. Chính vì vậy mà Bà Rịa Vũng Tàu luôn là điểm du lịch hàng đầu tại khu vực phía Nam được du khách ở trong và ngoài nước lựa chọn. Không chỉ tận dụng được lợi thế địa lý, cảnh quan thiên nhiên, trong năm 2022, du lịch mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chú trọng xây dựng, phát triển, nâng tầm sản xuất và dịch vụ du lịch để tăng sức hút du khách đến với trung tâm du lịch này. Tọa lạc dọc theo 2,2 km đường bờ biển thơ mộng tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, khu phức hợp resort The Grand Hồ Tràm Strip là điểm đến mới nổi của du lịch Bà Rịa Vũng Tàu trong một vài năm trở lại đây. Nơi đây đã trở thành điểm check-in hấp dẫn với du khách, không chỉ bởi cảnh quan đẹp, nhiều công trình tiện ích sang trọng đẳng cấp, mà còn bởi hàng loạt sự kiện lễ hội liên tục được tổ chức tại đây, như chương trình Dấu Ấn Hè 2022, Đại Nhạc Hội Les Tràm Fest. Ở đây thì cái khung cảnh này rất là đẹp và mát, thì mình là cảm thấy là mình xuống dưới đây là du lịch và rất là vui. Ở đây thì có những cái điểm để mình check-in á, rất là đẹp. Là trung tâm du lịch biển hàng đầu ở khu vực phía Nam, hàng năm Bà Rịa Vũng Tàu đón lượng khách du lịch rất lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đối diện với tình trạng quá tải, khai thác dựa vào lợi thế địa lý, tiềm năng tự nhiên quá mức. Để du lịch, mũi nhọn kinh tế phát triển mạnh hơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng đi sâu vào chất lượng, giá trị cao. Các dự án hạ tầng, bất động sản du lịch đang đổ về Bà Rịa Vũng Tàu, cùng với dịch vụ môi trường du lịch ngày càng được cải thiện. Chúng tôi đã làm việc với từng doanh nghiệp và người ta sẽ đăng ký cái kế hoạch hoạt động cũng như là kế hoạch tổ chức những cái sự kiện để những cái sự kiện nó không trồng lấn, không trùng lắp với nhau để tạo được luôn luôn Xuyên Mộc có những ở mỗi thời điểm đều có những cái sự kiện và du khách đến đều có những cái là hấp dẫn riêng. Chúng tôi đã lên toàn bộ kế hoạch trang trí đường phố, công viên, cây xanh và đặc biệt là các công trình chào mừng cho dịp Noel, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Trong đó có những hoạt động nổi trội đặc biệt, đó là đêm Giáng sinh Vũng Tàu, chào mừng cao đao năm 2023. Hoạt động trở lại từ đầu năm 2022, sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu gặp không ít thách thức để hồi phục. Thế nhưng du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đã phục hồi nhanh, năm nay ước đạt hơn 12,6 triệu lượt khách. Phương châm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện đại, đẳng cấp đã tạo cho du lịch Bà Rịa Vũng Tàu một diện mạo mới. Trong cái chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đó, chúng tôi chú trọng nhất vẫn là cái việc phát triển cái sản phẩm du lịch, đặc biệt đó là các cái sản phẩm du lịch đẳng cấp và có cái tính lan tỏa cao đối với lại cộng đồng các cái du khách. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm đối với các ý tưởng và kế hoạch của Bà Rịa Vũng Tàu trong việc quảng bá du lịch. Tất cả mọi sự thành công đều nhờ vào sự kết hợp của nhiều nỗ lực nhỏ mà thành. Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đang phục hồi nhanh và vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch, tạo tiền đề cho sự phát triển, tăng trưởng cao trong những năm tới để tiếp tục là trung tâm du lịch biển hàng đầu của khu vực phía Nam và cả nước.